Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2022, nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp hè, Ủy ban nhân dân phường 9 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng chùa Minh Đạo quận 3 tổ chức hoạt động hè năm 2022, chủ đề Thiếu nhi phường 9 vui hè an toàn bổ ích. Đồng thời trao 500 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 9. Đại diện chùa Minh Đạo, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng đại diện lãnh đạo chính quyền phường 9 đã trao những phần quà ý nghĩa đến cho các em thiếu nhi nhằm khích lệ động viên các em phấn đấu, chăm ngoan học giỏi, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, trong chương trình lần này, các em thiếu nhi cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia hội thao hè với nhiều gian hàng trò chơi đậm nét văn hóa Việt Nam cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, bổ ích lành mạnh sau những ngày học tập rèn luyện tại trường.